kẹo dẻo yêu thích của tớ. Tớ đồng ý, nó thật là tuyệt vời. Ồ, nhưng tại sao của các bạn có nhiều vậy? Tớ chỉ có một cái. Nhưng tớ biết cách ăn nó rồi. Mọi người đều thích kẹo dẻo nướng, vì vậy tại sao không nấu nó lên nhỉ? Nhưng mà sẽ không chỉ marshmallow nướng đâu. Tớ sẽ dùng nó như nước sốt cho những chiếc bánh quy này. Ngon làm sao. Và không cần đống kẹo dẻo của cậu đâu. Có lẽ chúng ta sẽ thay đổi. Tớ đồng ý. Tuyệt quá. Thơm thật đấy. Còn tớ thì sẽ trộn cả đống marshmallow này với sô-cô-la. Và từng ớt Tabasco sẽ giúp mình điều này. Nước sốt cay, nhưng tại sao? Bây giờ bạn sẽ tìm hiểu thôi. Ui, bạn ấy đâu bốc cháy bây giờ. Trời ạ, tất cả với cả marshmallow. Bình tĩnh, mọi thứ ổn rồi. Bây giờ tớ có cả một bát nước sốt cho bánh rồi đây này. Ôi, dừng lại. Ôi, hình như tớ đẩy mạnh quá rồi. Ê, bạn đang làm gì vậy? Trời ạ, cậu muốn thay đổi chứ gì? Tớ cũng không chống lại đâu. Hay quá, bây giờ tớ cũng có bánh với marshmallow tan chảy. Ô, của bạn nhiều thế. Vậy là có thể chia sẻ rồi. Trời ạ, đồ tham lam. Và cũng thật là bất lịch sự. Tớ sẽ làm thêm một ít nước sốt vậy. Ê, bạn lại nấu một cái gì đó ngon rồi. Có lẽ lần này tớ sẽ không làm nước sốt mà làm cốc tai. Trời ạ, cậu là một thiên tài. Tớ sẽ cho thêm một vài thứ linh tinh. Kẹo và dâu tây là vừa ngon luôn. Ngoài ra, có thể phủ nó lên trên tất cả bằng kem. Ô, nhìn ngon thật đấy. Ôi, nhìn ngon miệng quá. Cho tớ thử với. Không, đưa cho tớ. Bình tĩnh đi, ăn kẹo dẻo của cậu đi. Ô, Doritos siêu thích của tớ. Ô, nhìn cả gói to chưa này, rất là lớn. Trời ạ, gói của tớ khá là nhỏ. Thật là đáng tiếc, nhưng tớ sẽ ăn của tớ. Ngon làm sao. Ôi, tớ không thể nào mà chịu được nữa rồi. Và tớ sẽ thêm cả nước Tabasco vào đây nữa nhá. Ê, cẩn thận đi chứ. Ồ, có rất là nhiều nước sốt cay đấy. Tớ biết, nhưng tớ là một kẻ liều lĩnh. Vì vậy tớ không sợ Tabasco nào hết. Ồ, wow, táo bạo thật đấy. Ừ, dũng cảm và chân thật. Và đó chưa phải là tất cả. Doritos có thể nhúng vào nước sốt rất là ngon. Ôi, chúng sẽ còn ngon hơn nữa cơ. Ngon sao? Vậy thì để tớ thử một cái nhá. Cái gì? Trời ạ, đây là lửa, cay quá. Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, cậu sẽ biết làm là để ăn cắp bên biêu của tớ nhá. Tớ cần ăn khoai tây của tớ lập tức. Ôi trời ạ. Ôi không, nó không giúp đỡ cho tớ nước. Đó là nước sốt, có thể rất hữu ích đấy. Đưa đây đi, nhanh lên. Ôi, nó cũng cay, trời ạ. Cậu ăn như nào vậy? Ôi, thật là yếu đuối. Julia, ăn đi. Bây giờ là tớ nhá. Nhưng tớ không có đủ bim bim. Các bạn đùa tớ sao? Đây chỉ là mảnh vụn thôi. Ôi, trời ạ, mảnh vụn thật kìa. Ồ, wow. Trời ạ, tớ vẫn may mắn này. Bim bim thật là lớn. Ôi, tớ chắc chắn sẽ ăn no rồi đây. Ôi, bây giờ trông bim bim của tớ như mảnh vụn vậy. Dưa hấu tất nhiên là hay, nhưng mà chỉ hay khi nó to thôi. Giống như của tớ đây này. Tớ có một quả thật là lớn. Wow. Ừ, khổng lồ chưa. Cậu có nhiều hơn, nhưng dưa hấu của tớ chắc chắn sẽ không kém phần ngon đâu. Rất ngọt và ngon. Ôi, chỉ ăn dưa hấu thôi chán lắm. Vậy nên là tớ đã nghĩ ra một cái này rất là hay này. Cậu đang làm gì vậy? Tại sao cậu cần một cái lỗ trên quả dưa hấu? Tớ chỉ cần nó để uống tất cả các nước ngọt ở trên dưa hấu thôi. Ồ, ngon thật đấy. Charlotte, cậu là người duy nhất còn lại đấy. Tớ biết rồi, tớ sẽ ăn dưa hấu theo cách cổ điển. Tớ sẽ ăn bằng thìa. Ôi, ngon làm sao. Ngon quá, rất ngon và ngọt. Hay quá đi mất. Wow, vui thật đấy. Ừ, trông thật là tuyệt vời. Nó không chỉ giống như vậy mà nó là như vậy luôn đấy.
Và như vậy có thể thêm soda thơm ngon vào quả dưa hấu này. Như này sẽ còn ngon hơn này. Và không quá nhiều soda. Ồ, tuyệt lắm sao. Tớ rất thích ăn thử quả dưa hấu này. Bây giờ tớ sẽ thử thôi. Wow, thật là tuyệt vời. Cho chúng tớ thử với. Ê, không, cái này là của tớ, tớ không chia sẻ với bất cứ ai đâu. Đồ tham lam, hay chúng ta cho một ít Mentos vào của cậu ấy nhé. Tớ ủng hộ luôn. Ê, cậu đã làm gì vậy? Ôi trời à, tớ ướt sũng rồi. Và rất là nhấp nháp nữa chứ. Tuyệt quá Nutella này. Ê. Trời à, Nutella bé tí là còn cái thìa khổng lồ nữa chứ. Với tớ thì mọi thứ đều hoàn hảo. Một chiếc thìa bình thường và một lọ Nutella bình thường. Tớ đồng ý. Hãy nhìn xem bao nhiêu Nutella của tớ này. Ôi tuyệt quá. Ừ tuyệt thật đấy. Ôi rất là tuyệt luôn. Nó ngon làm sao. Hãy nhìn này. Trời à, làm sao mà tớ ăn được. Chúng ta đổi đi. Ừ, đây, lấy đi. Không, không ai được đổi. Đó là quy tắc. Như này bạn chắc chắn sẽ không đổi được. Ê, cái này là cái gì đây? Trời à, bạn không thể xấu hổ sao? Ôi, phải ăn thế nào bây giờ? Ngon, nhưng tớ chán ăn bằng cái thìa này rồi. Ừ, chán lắm rồi. Ừ, nhưng mà tớ rất là thích nhìn nó đấy. Ôi, ăn bằng tay cũng không vui gì cả. Nhưng mà Nutella rất là ngon. Có lẽ cắn đứt dây. Tớ đồng ý, điều này sẽ giúp chúng tớ. Ôi, có vẻ như nên ngậm miệng lại. Ôi, cậu có thể dễ dàng cởi ra không? Charlotte, bây giờ tớ đề nghị buộc bạn ấy lại nhé. Ê, đừng làm thế, đừng tàn nhẫn như vậy. Ôi, cần phải bịt miệng của bạn ấy nữa. Để nói ít thôi nhé. Nói đi, nói đi. Ôi, tớ sẽ ăn Nutella của cậu luôn này. Wow, thật là tuyệt. Đây là cậu con số yêu thích của tớ. Và tớ cũng có rất là nhiều nữa chứ. Ôi, tớ còn có nhiều hơn đây này. Ôi, nó khổng lồ lắm sao. Và kiểu cao su chỉ cần thứ vật vãnh so với của bạn thôi. Chia sẻ đi. Thôi bỏ tay ra, nó là của tớ. Thôi được rồi, vậy thì tớ sẽ bắt đầu thôi nào. Trước khi nhai, cần phải mở tất cả các gói ra. Ê, tại sao cậu lại ném vào tớ vậy? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Bây giờ là tớ. Ê, cẩn thận đau. Xin lỗi, tớ không cố ý. Tớ không chỉ có kẹo cao su lớn nhất, mà còn ngon nhất nữa cơ. Bây giờ tớ cũng có thể thử món Hubba Bubba của mình rồi. Ồ, ngon làm sao. Trời ạ, của tớ cũng sẽ rất là ngon đây. Trời ạ, tớ muốn thử cái của cậu lắm. Cậu muốn chứ gì. Này, nhận lấy đi. Eo ơi, thật là ghê tởm. Thôi được rồi. Trời ạ, của tớ hết mất rồi. Nhưng mà tớ có thể lấy của Ethan. Ê, không được. Trời ạ, cậu làm gì vậy? Trời ạ, sao lại nhổ vào tớ? Bởi vì không để không ăn cắp được chứ làm gì nữa. Trời ạ, cậu nhổ hết vào người tớ rồi. Cậu thật là quá đáng. Thôi đừng còn nói nữa. Hãy xem tớ thổi bong bóng to như thế nào. Ôi không, bạn ấy sẽ nuốt chửng tất cả chúng ta mất. Cậu phải làm vỡ nó. Ôi, hay nói đi, rất là vui mà. Ôi trời ạ, tớ chỉ được có một chiếc bánh pizza nhỏ thôi. Còn tớ thì có chiếc bánh pizza bình thường. Ôi các bạn, tớ có chiếc bánh pizza khổng lồ. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Tớ có thể xử lý bánh pizza của mình một cách nhanh chóng, nhưng tớ chắc chắn sẽ không bị bẩn. Pizza cho một vài vết cắn. Tớ xong rồi, tiếp tục đi. À, đúng rồi, nhìn này, tớ có một ý tưởng đã đến với tớ rồi. Bây giờ tớ sẽ cắt nó, nhưng không chỉ thành miếng hình tam giác đâu. Nó quá nhàm chán, tớ muốn một chiếc hình xoắn. Ôi, hãy nhìn xem. Trời ạ, các bạn đã bao giờ ăn bánh pizza như này chưa? Dĩ nhiên là chưa rồi. Phương pháp bắt đầu của tớ đấy. Và đây là một cách rất nhanh để có thể ăn pizza. Ăn những hình tam giác còn không còn phù hợp nữa rồi. Đấy, thế là xong. Nancy, đấy là cậu rồi đấy.
Đấy, tớ cũng có một phương pháp của riêng mình. Tớ sẽ xếp chồng tất cả các lát pizza lên nhau. Sau đó tớ sẽ có một chiếc bánh pizza rất là tuyệt vời. Sẵn sàng rồi. Đấy, bây giờ thì có thể thử và thưởng thức rồi. Ôi, các bạn, pizza là quá tuyệt vời. Nhưng mà tớ đã ăn no lắm rồi. Jill, tớ có một ý tưởng. Nancy, Nancy, cố lên, cậu có thể làm được. Cậu là một chiến binh, Nancy, đừng bỏ cuộc. Cố lên, cố lên. Yeah, trời ạ, tớ có thể ăn được. Tớ ăn được rồi, tớ ăn xong rồi. Yeah, Jill, chúng ta đã giúp cậu ấy. Nancy, cậu tuyệt lắm. Ôi, tớ có một cái chupa chup thật là bé. Ồ, còn tớ một cái khổng lồ. Ừ, khổng lồ, cậu đã thấy cái của tớ chưa? Jill, cậu đang cầm cái gì trên tay gì vậy? Ôi, cái của tớ là bé tí, nhưng mà không sao, tớ vẫn thấy bình thường. Mặc dù nó nhỏ, nhưng mà chắc chắn nó vẫn rất là ngon. Nancy, nhìn Jill kìa, cậu ấy đang ăn quẹt rỗng rỗng. Ê, các bạn cười cái gì vậy? Cái gì, hết rồi sao? Trời ạ, tớ mới được nếm một tí, Nancy đến lượt cậu rồi đấy. Ừ, được rồi, bây giờ tớ sẽ mở nó. Nhanh và dễ dàng. Ôi, em, xin lỗi nhá, tớ không cố ý đâu. Nào, chúng ta dừng lại ở đâu nhở? Cái này ngon thật đấy. Ôi, trời ạ, tớ cảm giác là nó sẽ không bao giờ kết thúc. Ồ, tớ có ý tưởng này rồi. Cái gì vậy? Ly sao? Tớ không hiểu. Ừ, bây giờ chỉ cần thêm một chút lấp lánh nữa thôi. Các bạn, bây giờ sẽ rất là nóng đây. Đấy, bây giờ Chupa Chups khổng lồ của tớ đã biến thành một thức uống ngọt ngào rồi. Nào, thử xem nhá. Bây giờ Chupa Chups lỏng là cái rất là tuyệt vời. Thật là chán khi là nó đã kết thúc rồi. Nancy, cậu có thể bình tĩnh hơn được không? Bên cạnh cậu là tớ lo về cuộc sống của mình đấy. Ít lời tớ đi, hãy ăn Chupa Chups của cậu đi. Chính xác, tớ sẽ thử nó. Ôi, nó nặng thật đấy. Các bạn, tớ không thể nào mà nhấc nó lên được. Cứu tớ với. Kéo đi, kéo đi. Ôi, tớ kiệt sức rồi. Ôi, hoặc là cần người khổng lồ đây. Hoặc là tớ có ý tưởng này. Búa của tớ. Các bạn, hãy cẩn thận đi. Bây giờ Chupa Chups này sẽ được thôi. Ôi, còn một vài đấm nữa thôi là chắc chắn nó sẽ bị nứt. Còn lại một chút nữa thôi các bạn ơi. Nào, nhanh lên. Oh yeah, sẵn sàng rồi. Nào, kế hoạch đã xong rồi. Bây giờ không ai có thể chống lại cái búa. Thử nào. Ngon thật đấy. Tớ muốn nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa. Ôi, còn lại rất ít ở đây. Hãy ăn thử mọi thứ nhá. Ôi trời ơi, tớ được một cái nước nhỏ nhất thế giới. Còn tớ thì cuối cùng cũng có một phần bình thường rồi. Tớ rất là thích đấy. Nhìn này, đây là một chai Coca-Cola khổng lồ mà. Oh wow Nancy, đây có phải là cả một cái chai của cậu không? Ôi đừng nghe Annie, cậu là dễ thương dễ nhất thế giới luôn ý. Tớ chắc chắn rằng cậu sẽ là món ngon nhất. Đấy, ngon thật đấy, tớ muốn thêm nữa. Ô, đâu rồi, kết thúc rồi sao? Okay. Đừng lo Nancy, tớ sẽ tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ thử cậu kẹo Coca-Cola. Oh wow, nó ngọt ngào thật đấy. Oh, Jill tốt thật đấy. Ê, thế còn phần thời dưới gì sao? Trời ạ, tớ không thể nào mà bỏ nó ở đây. Đến đây nào. À, ê, tại sao tớ không thể, trời ạ, kẹt rồi. Không sao, để tớ cứu cậu. Nào, đi ra đi. Nào, nào Nancy. Dễ thôi, chúng ta sẽ cần một ít dầu. Hãy đến với tớ nào ngón tay, tớ sẽ giúp cậu. Như thế này này. Đấy, bây giờ cậu có thể bỏ ra. Đấy, thế là xong rồi. Đừng có cảm ơn. Nào, em tiếp tục đi. Dễ dàng, bây giờ tớ sẽ mở ra nhá. Ôi, trời ạ, nặng thật đấy. Ôi, trời ạ, cái gì mà cũng nặng thế này. Nhưng mà cái này lại siêu ngon thế này chứ. Các cậu, hãy nhìn và đừng ghen tị nhá. Ôi, trời ạ, trông cũng không ổn lắm đâu. Sao? Ồ, còn cái này thì tớ sẽ liếm hết nhá. Trời ạ, một lần nữa, tớ lại có thanh sô-cô-la nhỏ nhất rồi. Ôi, còn tớ như thế này thì thấy rất là đủ rồi đấy. Các bạn ơi, tớ có một thanh sô-cô-la khổng lồ này, hãy nhìn nó lớn như thế nào đi. Ồ, tớ có một ý tưởng, cho thanh sô-cô-la nhỏ, cần căn bếp nhỏ. Đầu tiên,
tớ cần phải ăn sô-cô-la này một cách ngon lành. Và tớ sẽ lấy cái này và cho vào chảo nhỏ, đặt nó lên trên bếp như này nhá. Bên trong tớ sẽ đặt thanh sô-cô-la nhỏ của tớ. Bây giờ tớ sẽ bật lên và đợi một chút. Nó gần như xong rồi. Ôi, tuyệt vời quá. Bây giờ thì tớ sẽ đổ nó ra một cái cốc nhỏ nhá. Ôi, dễ thương quá, thậm chí không muốn thử luôn. Nhưng mà vẫn rất là ngon. Đấy, xong rồi. Tớ đã hoàn thành bữa tiệc trà của mình rồi. Ai là người tiếp theo? Ê, tớ. Chúng ta sẽ bỏ cái này ra và tớ sẽ cắn nhá. Điều gì có thể tuyệt vời hơn cách này chứ? Đấy, thế là tớ xong rồi nhá. Sao, chuyện gì vậy? Tớ đã lâu rồi không được ăn sô-cô-la rồi, tớ nhớ. Ôi, thế tớ ăn thanh sô-cô-la của tớ như nào nhỉ? À, tớ có ý tưởng này rồi. Các bạn ơi, hãy xem nhá, tớ mở cái này ra đây. Wow, nhìn nó ngon thật đấy. Nào, bắt đầu thôi nào. Tớ tập trung tất cả sức mạnh của mình để nghiền nát thanh sô-cô-la khổng lồ này ra này. Nancy, cậu là Hulk. Ôi, tớ không chỉ biết làm như này đâu. Bây giờ tớ sẽ làm nghệ thuật. Đấy, bây giờ sẽ là ngôi nhà sô-cô-la. Đấy, bây giờ thì tớ có thể thử được rồi. Ồ, oh, wow, cái này ngon thật đấy. Ồ, oh, tớ có một ý tưởng. Nhìn này, tớ đang ở trong nhà. Và cái mái nhà cũng rất là ngon. Các bạn đừng có nhìn tớ như thế. Đây là sô-cô-la của tớ. Và tớ sẽ ăn tất cả luôn ý. Ôi, trời ạ, cái này nặng thật đấy. Nhưng mà cái này ngon thật đấy. Bây giờ chỉ còn lại một ít nữa thôi. Đấy, một miếng cuối cùng. Và xong. Ôi, yeah, cuối cùng tớ gặp may mắn rồi. Bánh Oreo khổng lồ. Wow, may mắn thật đấy. Nhưng chúng tớ thì không có gì cả. Tớ có bánh quy nhỏ nhất luôn. Thôi được rồi, tớ sẽ không trì hoãn. Tớ sẽ tắm nó thật kỹ trong sữa và thử nhá. Ồ, oh, wow, món này ngon thật đấy. Ồ, oh, tớ vẫn còn sữa này. Các bạn ơi, tớ sẽ uống nhá. Ôi, trời ạ, tớ có rất là nhiều sữa. Ôi, cái này ngon thật đấy, tuyệt vời. Nào, ai là người tiếp theo? Nancy, ăn đi. À, ừ, đúng rồi, bây giờ đến lượt tớ. Ôi, trời ạ, mùi thơm thật đấy. Tớ rất là thích. Nào, bây giờ Oreo vào trong sữa nha các bạn. Ôi, trời ạ, nó mất ở trong sữa mất rồi. Nhưng mà không sao, tớ có thể lấy lại được. Nhằm. Ôi, trời ạ, cậu làm gì vậy? Ôi, à, đây rồi. Trời ạ, tớ vẫn sẽ ăn được cậu thôi. Trời ạ, cậu không thể chạy được tớ đâu. Tớ đã xong rồi nhá. Jill, bây giờ chỉ còn cậu thôi. Chính xác, ly sữa của tớ quá nhỏ. Nhưng mà tớ vẫn sẽ thử. Ôi, không được rồi. Jill, ly sữa nhỏ quá. Không sao đâu, tớ có ý này. Chỉ cần đổ sữa lên Oreo và thế là xong rồi. Bây giờ thì có thể thử được rồi nhá. Ôi vâng, trời ạ, món này ngon thật đấy. Ôi, và phần ngon nhất là phần ở bên trong. Giữ lấy này Annie. Ôi, cái này nhiều thật đấy. À, ôi, cảm ơn nhá. Ôi trời ạ, tớ rất là thích Oreo. Cái này không thể nào mà dừng lại được. Ôi, đấy, thế là tớ xong rồi. Kẹo mút tuyệt vời quá. Còn cậu thì sao? Cũng vậy sao? Ôi, nhưng mà chắc chắn là cái này ngon nhất rồi. Thôi không sao, nó nhỏ nhưng mà chắc là nó sẽ ngon nhất thôi. Cái này cũng rất là tuyệt đấy chứ. Vị dâu tây thật là tuyệt vời. Hãy nhìn xem cậu ấy đang làm gì kìa. Ê, chuyện gì vậy? Cậu cười gì vậy? Ôi, còn gậy thôi sao? Thôi không sao, nào cậu ăn đồ của cậu đi. Tớ sẽ lấy của mình nhá. Bỏ vỏ ra. Wow, nhìn nó có một màu đỏ thật là đẹp. Còn cậu thì sao? Trời ạ, vỏ kẹo của cậu. Ôi, xin lỗi nhá. Nhưng đây là kẹo của tớ, tớ phải ăn nó thôi. Trời ạ, cây gậy không gặm được. Không có quá nhiều. Trời ạ, cậu ném đi sao? Ôi, trúng lần nữa rồi, bắt đầu rồi. Ôi, kẹo ngon thật đấy. Ê, tại sao nó không bỏ ra được? Phải làm gì bây giờ? Trời ạ, không thể nào mà nhấc nó lên được. Kẹo nặng quá sao? Ôi, mình đã nghĩ ra một cái này rồi. Mình sẽ lấy cái kính.
Và tất nhiên là một cái búa rồi. Cậu định làm gì sao? Ôi, bây giờ các bạn sẽ thấy thôi. Đúng, thật là tuyệt vời. Mình không cần nhấc cả cây kẹo mút này lên. Mình sẽ ăn từng miếng một. Nó thật là ngọt, ngon. Trời ạ, tan chảy trong miệng luôn. Thật là tuyệt vời. Ôi, ngon quá. Trời ạ, vui thật. Mình sẽ ăn tất cả mọi thứ. Quá là ngon, vị Chupa Chups quá tuyệt vời. Ôi, nó gần như hết rồi. Trời ạ, thật là tuyệt. Ôi, vẫn còn trên mặt nữa này. Tớ rất là thích đồ ngọt. Tớ là người nhanh nhất. Ôi, cái gì vậy? Trời ạ, bé thế này thôi sao? Tớ có một lon coca đơn giản bình thường. Còn cậu thì có một gì? Tớ có một chai coca khổng lồ. Tớ có giải thưởng tuyệt vời nhất. Còn cậu thì uống coca bé tí của mình đi. Thôi được rồi, tớ sẽ mở chai này ra. Cần phải thử. Ôi không, trời ạ, cái này không phải là coca mà là thạch. Tớ chắc chắn rằng cái này sẽ rất là ngon đấy. Vâng, coca siêu ngọt tuyệt vời. Tớ rất là thích thạch này. Ê, trời ạ, hết rồi sao? Thật là tệ, đã hết mất rồi. Ồ, đúng rồi, cậu có rất là ít luôn ý. Uống đi. Thôi được rồi, không biết tớ có gì. Ôi vâng, của tớ cũng có cả một chai thạch ngon tuyệt vời. Trời ạ, cái này tuyệt thật đấy. Wow. Tớ sẽ ăn tất cả mọi thứ. Ê, cậu làm gì vậy? Ôi, thật là tuyệt vời. Vẫn còn một ít. Phải lấy nó ra. What? Trời ạ, ngón tay của tớ nó kẹt rồi. Phải làm gì bây giờ? Ôi, giúp thế nào bây giờ nhỉ? À, tớ nghĩ ra rồi. Dầu chắc chắn sẽ giúp đỡ. Bây giờ tớ sẽ đổ dầu lên. Nào, ngồi im nhá. Và đây là công thức chính xác. Đấy, như này tốt hơn rồi đấy. Đấy, bây giờ thì hãy mở ra. Bỏ ra. Đấy, thế là xong rồi. Eo ơi, bây giờ nó dính đầy dầu. Cái gì? Ngón tay còn nguyên vẹn nhá. Ôi, một ngón tay thật là khó chịu. Cần phải lau nó đi với một cái gì đó. Ê, coca của cậu bị lấy mất rồi kìa. Này, đây là niềm vui lớn của tớ. Tớ sẽ ăn nó ngay bây giờ. Ôi, nó nặng làm sao. Ôi, ngon quá. Trời ạ, đây là một niềm hạnh phúc. Ê, cậu làm gì vậy? Dừng lại đi. Đây là thứ ngon nhất mà tớ từng ăn. Và thêm một chút nữa thôi. Ôi không, trời ạ, cậu như một con heo vậy. Tớ rất là hạnh phúc. Nó rất là ngon. Và ngón tay liếm luôn đi. Tớ cũng sẽ rất là liếm chúng. Tớ là người đầu tiên. Cơ hội xem có gì nhá. Ôi, trời ạ, cái gì thế này? Tại sao nó nhỏ như vậy? Thật là không công bằng. Mở của cậu đi. Thôi được rồi. Ôi, tớ thì có một chiếc bánh pizza thật là đẹp. Tớ rất vui. Còn bây giờ thì là tớ. Tớ. Oh wow, tớ có một chiếc bánh pizza lớn tuyệt vời. Quá là siêu luôn. Wow, kích thước tuyệt vời. Nào, bây giờ cậu bắt đầu với chiếc bánh pizza nhỏ của cậu nhé. Thôi được rồi, nhưng mà cái này chỉ cắn một miếng là xong mà. Tất nhiên là tớ sẽ ăn nó rồi. Nó rất ngon, nhưng quá ít. Tớ ăn không đủ một chút nào luôn ý. Đấy, bây giờ thì tớ xong rồi. Còn bây giờ là tớ nhé. Tớ muốn ăn nó như thế này. Tớ đã nghĩ ra một cái này rất hay. Tớ sẽ cuộn tròn nó như thế này và ăn ngay từ đầu. Xúc xích và phô mai rất là tuyệt vời. Nó tan chảy trong miệng, thật là ngon. Ôi trời à, tuyệt vời. Đấy, ngon quá. Bây giờ thì là tớ đã ăn hết rồi. Và tớ sẽ ăn thêm một miếng nữa. Ôi, thế là xong. Quá là tuyệt vời. Ngon thế. Bây giờ thì đến lượt cậu nhá. Ôi, trời à, cái này á, quá tuyệt vời. Tớ sẽ làm vài miếng cùng một lúc. Và ăn, thật là tuyệt. Quá là tuyệt vời luôn. Ôi, tớ rất là thích bánh pepperoni. Quá là ngon luôn ý. Ê, cậu nhìn ngọ cậu ấy ăn như nào đi. Tớ sẽ ăn hết. Ôi trời ạ, tớ mệt luôn ý. Cần phải tăng tốc thôi. Cần phải giúp cậu ấy thôi. Nào, chiếc mũ đâu rồi? Nào, cố lên, cố lên. Cái gì? Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Rất là tuyệt vời. Cố lên, cố lên, cố lên. Ôi, vâng, mình đã làm được rồi. Nào, đặt
đan hết được rồi, quá tuyệt vời. Ôi trời ạ, tớ đã làm được rồi. Ôi trời ạ, tớ lại có một thanh sô-cô-la nhỏ. Còn tớ thì có một cái thanh sô-cô-la cũng được. Còn tớ thì có một thanh sô-cô-la khổng lồ. Thật là tuyệt. Của cậu sao? Và của cậu? Trời ạ, nào bắt đầu cậu đi. Yes. Rồi, với một thanh sô-cô-la nhỏ, tớ sẽ lấy một cái xoong nhỏ và một chai sữa. Nào, xin phép nhá. Tớ sẽ khuấy đều nó lên. Đấy, và sẽ thành một cái cốc tai rất là tuyệt vời. Tớ sẽ rất là vui khi được uống nó. Tớ rất là thích vị sô-cô-la này. Công thức uống thật là tuyệt vời. Ôi trời ạ, có chuyện gì vậy? Tớ sẽ uống thêm cái này nữa nhá. Nào, đây là những gì mình cần. Ôi, có lẽ mình sẽ uống hết cả cái này. Ôi, thôi được rồi. Bây giờ đến lượt tớ ăn sô-cô-la của tớ nhá. Tớ sẽ cắn một miếng. Trời ạ, cái này ngon thật đấy. Tuyệt. Trời ơi. Ôi, trời ạ, cậu có thể cẩn thận hơn mà. Trời ạ, cái này chỉ quá tuyệt vời. Nào, ăn sô-cô-la của cậu đi. Come on. Vâng, nhưng mà nó to quá. Tớ sẽ không vừa với miệng tớ đâu. Tớ nghĩ tớ sẽ phải nghĩ ra một cái gì đó. Tớ biết mình sẽ làm gì với nó. Nó có thể chia ra từng mảnh và đặt theo chúng một cách khác. Nào. Yes. Thử nhá. Ôi, đang làm rất là tốt đấy chứ. Ta-dam. Bây giờ thì mình đã có một ngôi nhà từ sô-cô-la rồi. Và tất cả những cái này mình sẽ ăn trong một cách rất là tuyệt vời. Và tất nhiên là mình sẽ ăn tất cả các miếng. Như này ăn đơn giản hơn nhiều là so với ăn một miếng mấy tí một. Tớ cũng muốn, có lẽ cậu sẽ cho tớ. Tớ có rất nhiều sô-cô-la nhưng tất nhiên tớ đã ăn hết rồi. Nào, bây giờ cậu sẽ là người mở. Oh wow, bánh Oreo với sữa ngon là quá tuyệt vời. Còn cậu thì có gì? Còn tớ thì có một chiếc bánh quy nhỏ. Và nó hầu như không thể nhìn thấy được. Còn cậu thì sao? Oh wow, trời ạ, một chiếc bánh. Cậu nên ăn trước đi. Ôi, thế tớ còn phải làm gì bây giờ? Tớ sẽ cho nó xuống sữa vậy. Tớ chắc chắn là đã làm cho nó ngấm sữa rồi. Bây giờ đến lúc phải thử. Cái này không tệ một chút nào. Còn bây giờ thì tớ sẽ đổ sữa vào trong mồm như này. Tớ rất thích sữa, nó quá là ngon. Khi nào thì cậu mới cọc cách ăn đây? Tớ sẽ uống hết. Nó thật là tuyệt. Quá ngon. Còn bây giờ thì đến lượt cậu rồi đấy. Ừ, ok. Trời ạ, mùi hương thật là tuyệt vời. Ôi, có phải là nó đổ vào trong dầu rồi? Bây giờ còn phải làm gì làm lại bây giờ? Nào, bây giờ tớ sẽ uống sữa đã nhá. Và tất nhiên là nó ở bên trong rồi. Ôi, như này không được đâu. Tớ sẽ cố gắng bỏ nó ra. Ôi vâng. Trời ạ, bánh quy này rất là tuyệt vời đúng không? Nào, bây giờ chỉ cần làm một chiếc bánh quy khổng lồ thôi. Các bạn, đừng có ghen tị nhá. Tớ có một chiếc bánh quy rất là lớn. Và có một chiếc cốc sữa nhỏ. Mặc dù nhưng mà tớ đã nghĩ rằng cái này rất là hay. Tớ sẽ đổ sữa vào giữa và ăn nó. Đúng rồi, cái này thật là tuyệt vời. Ôi, tớ cũng muốn. Tớ cũng muốn như vậy. Nó rất là ngon. Nhưng tớ cảm thấy rất là tệ. Trời ạ, thế còn một cái mùi gì kinh khủng khiếp vậy? Ê, tại sao các bạn lại có chuyện gì vậy? Ôi, một chiếc bánh pizza nhỏ như vậy sao? Không may mắn rồi. Còn mình thì phần trung bình. Oh wow. Trời ạ, tớ cũng muốn thử. Ê, đừng có mơ. Đây là thử thách. Mọi người đều ăn kích cỡ thức ăn mà mọi người có. Ai sẽ bắt đầu? Tớ. Tất nhiên là tớ sẽ không no với cái này rồi. Nhưng mà tốt hơn là không có gì. Ngon quá. Thật không? Vậy thì bây giờ đến lượt tớ rồi nhá. Ồ, mình có ý tưởng này. Mình sẽ dùng cái này á. Và cắt nó thêm một cái này. Bây giờ thì á, mình có thể ăn dễ dàng hơn. Và tiện hơn rất là nhiều. Ngon quá. Còn tớ thì á, sẽ cho tất cả các cái miếng này lên trên nhau. Và sẽ có một miếng thật là to. Ôi, trông tuyệt vời quá.
Ôi, ngon quá. Cậu có nghĩ giống tớ không? Vậy thì vào việc thôi. Cố lên, Bibi, cậu làm được. Cố lên, cố lên, cố lên. Trời ạ, với cả những người bạn như thế này, mình sẽ có thể làm được. Nhưng mà cái này á khó hơn mình nghĩ đấy. Cố lên, không được bỏ cuộc. Đúng rồi, tớ sẽ không bỏ cuộc. Còn lại một chút nữa thôi. Và tớ xong rồi. Chúc mừng cậu. Cậu đã làm một thứ rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Tớ rất vui. Ôi trời ạ, mình lại được một cái miếng bánh tí thế này. Còn tớ thì có một cái Milka bình thường. Ôi, hãy nhìn xem sô-cô-la của tớ to chưa này. Ôi trời ạ. Thôi được rồi, mình sẽ ăn nó rất là nhanh. Và mình còn nghĩ ra cái này. Mình sẽ cần một cái bếp bé tí của mình. Mình sẽ lấy cái này ra và cho vào đây nhá. Wow, chị cho tớ xem với. Đây, cầm lấy đi. Oh, wow, đáng yêu quá. Còn bây giờ thì mình sẽ làm tan chảy sô-cô-la nhờ cái này. Và sau đó mình sẽ cho sữa vào. Và mình sẽ làm cacao thật là tuyệt vời. Các bạn có thấy cái mùi thơm này không? Thôi được rồi. Bây giờ thì đến lúc phải thử một ngày của mình rồi. Bây giờ thì ngón tay út lên trên. Ngon quá, nhưng mà rất ít. Ôi trời ạ, cậu ơi, trông thật là... Ê, cậu đừng có cười tớ, tốt nhất là nên ăn sô-cô-la các cậu đi. Tất nhiên rồi, tớ rất là vui. Tớ rất là thích sô-cô-la và tớ sẵn sàng ăn nó vào sáng trưa chiều tối. Ôi trời ạ, ngon quá. Britney, trời ạ, cậu làm gì vậy? Xin lỗi nhá, mình hơi quá. Ôi, xin lỗi. Ê, cậu đi đâu vậy? Cậu đã ăn sô-cô-la của cậu rồi, còn đây là của tớ. Trời ạ, cả một cái cơ to như này. Bây giờ thì là đến lúc phải làm cho cậu một món rất ngon rồi. Bây giờ thì có thể cắt cái này ra. Như nói rồi, đấy. Cắt như này thì sẽ phải cắt 7 lần. Đấy, thế là cái này đã sẵn sàng. Nóc nhà đã xong, tường đã xong. Trời ạ, mình rất là vui, luôn mơ ước. Wow, thật là tuyệt vời. Cảm ơn nhá. Bây giờ đấy là phần tuyệt vời nhất rồi. Phần ăn. Wow, trời ạ, hoàn hảo. Chuyện gì xảy ra vậy? À, trời ạ. Nào, biến ra đi. Audio, cái này tớ rất là thích. Ôi trời ạ, sao đã có miếng bé quá. Ồ, mình thực sự không may mắn. Ôi, cuối cùng thì tớ cũng được may mắn rồi. Sao Sara, bây giờ thì đến lúc thầy ăn được rồi. Nào, thôi đừng buồn, ăn đi. Ôi, hy vọng tớ sẽ không làm mất trong sữa của mình. Ôi không, trời ạ, mất tước rồi. Cần phải lấy nó ra. Trời ạ, làm với tay không được. Thôi được rồi, cần phải uống mọi thứ thôi. Trời ạ, mình đổ hơi quá rồi. Ôi, cậu thật là buồn cười. Ôi, nhìn này, cái bánh của cậu kìa. Ôi, trời ạ, mình vui quá, mình muốn ăn nó mãi. Ngon quá. Britney, bây giờ đấy là cậu. Trời ạ, mùi thơm quá. Còn tớ thì cũng sẽ đổ cái này của tớ vào nhá. Nhưng mà tớ sẽ ngoáy nó lên để thành một cái miếng cốc tai. Ôi, vừa đẹp vừa ngon. Đấy, ngon đến mức mà tớ còn muốn ăn thêm cơ. Nhưng mà thôi được rồi, cậu bắt đầu đi. Yeah, trời ạ, cuối cùng thì tớ có thể ăn được rồi. Nhưng mà tớ nhúng nó kiểu gì bây giờ nhỉ? Khó quá. Làm gì bây giờ? À, hình như mình nghĩ ra rồi. Mình sẽ làm cái bánh bé đi, để có thể cho nó vào trong này. Và với việc này thì tớ có thể làm rất nhanh. Ôi trời ạ, tớ rất là thích cái kem này. Nào, sẵn sàng rồi. Bây giờ thì cái này có thể nhúng được vào rồi. Ôi, mình rất là muốn thử cái miếng này. Tớ vui quá. Wow, tuyệt quá. Chờ tớ một chút, tớ vẫn còn phải uống nốt sữa như thế này đã. Đấy, bây giờ thì tớ vui lắm. Cuối cùng thì cậu cũng ăn no rồi. Trời ơi, chỉ có 4cm thôi. Tớ cũng đợi một cái to hơn. Còn tớ thì rất là vui. Ôi trời ạ, nhìn Britney kìa.
quá. Ừ, đừng nói. Ôi, sai ra. Trời ạ, trông buồn cười quá. Ê, các bạn đừng có cười nữa. Tớ sẽ bắt đầu. Và để không làm bẩn tay, tớ sẽ dùng đũa để ăn. Ngon quá. Bây giờ đấy là tớ đúng không? Ôi, cái này không được tí nào cả. Tốt nhất là tớ sẽ ăn luôn như thế này. Ôi, nhìn này, tớ làm tốt chưa này? Ê, cậu gọi bao giờ cậu làm xong nhá. Các bạn ơi, tớ làm xong rồi. Trời ạ. Ôi, ta đam. Ôi, cuối cùng thì tớ cũng đã chờ đến giờ rồi. Trời ạ, cậu ấy cầm đũa trông lạ quá. Bây giờ các bạn sẽ hiểu thôi. Đấy, thấy chưa? Bây giờ thì tuyệt vời chưa? Ôi, nhìn này, Britney đã làm một chiếc khăn từ cả mì kìa. Sao, các bạn thích không? Rất là vui, rất là ngon và rất là tuyệt vời. Ôi, tớ rất là thích cái này. Chúng cho thật là yêu. Của tớ thì phần giữa. Yeah, trời ạ, may mắn quá. Tớ đã có một cái phần to nhất. Ôi, trời ạ, phần của tớ trông nhìn hơi buồn với cậu. Thử nào. Ngọt thế. Trời ạ, chỉ có một cái thôi sao? Thôi được rồi, ít ra tớ có thể uống ít sữa. Một giọt thôi. Trời ạ, Sarah bây giờ được cậu rồi đấy. Ôi, cái này thì tớ rất là vui. Tớ rất là thích những cái này. Wow, may mắn quá. Còn bây giờ có thể uống sữa rồi. Bây giờ tớ sẽ thử làm cả hai món cùng cho đổ vào mồm nhá. Ôi, như này ngon hơn rất nhiều rồi đấy. Em mà bây giờ cậu có thể bắt đầu. Ừ, đúng rồi. Đầu tiên tớ cần lấy cái bát ra nhá. Ê, được lấy bát sao? Ừ, đúng rồi. Ôi, cái này nặng thật đấy. Tớ sẽ đổ cái này vào đây nhá. Và tớ sẽ đổ sữa vào. Ôi, cái phần này to như thế này cơ mà. Trời ạ, nặng quá, nặng quá. Điều chính là không được ngã. Ôi, được rồi này. Còn bây giờ thì phần tuyệt vời nhất. Ôi, điên mất. Trời ạ, cái này ngon quá. Wow, cậu làm được rồi, giỏi quá. Ôi, cái gì vậy? Đây là ớt đỏ phải không? Ôi, có bao nhiêu là ớt đỏ, thật là khó chịu. Ôi, của Mách có gì vậy? Ôi không, một núi ớt khủng khiếp. Ôi, có một người rất là đen đủi đây. Ôi, cậu ăn đi Mary. Ôi, thôi được rồi, phải ăn thôi. Ôi, trông có vẻ đang tuyệt. Ôi, bà này ăn mọi thứ như nào vậy? Ôi, thôi được rồi, tớ đã làm được rồi. Ôi, ôi trời ơi, nóng quá. À, ôi, tớ sẽ nổ mất. Ôi, kêu kêu. Ôi, tớ có một cái gì đó. Ôi, cảm ơn bạn rất nhiều. Ôi, không sao đâu. Mia đến lượt cậu rồi đấy. Ôi không. Trời ạ, tớ ghét những cái ốc này. Ôi, sợ quá. Ôi, thật là ghê tởm. Ôi, không ngon một chút nào. Ôi, khổ thân. Ôi, trời ạ. Ôi, đã ăn một ít ớt rồi. Cần phải tiếp tục thôi. Còn thêm một chút nữa. Trời ạ, tại sao lại có nữa vậy? Ôi, bạn ấy sẽ không nhìn thấy tớ đã cho thêm đâu. Ê, Mike, cậu làm cái gì vậy? À, bây giờ sẽ đến lượt cậu rồi đấy. Mike, cậu đã nhận được rồi nhá. Ôi, nóng quá. Trời ơi, cứu, cứu. Trời ạ. Ôi, bạn giống như tàu hơi vậy. Tớ không thể giữ lửa bên trong nữa rồi. Tớ đang nổ tung. Ôi trời ạ, sợ quá đi mất. Phải cứu thôi. Ôi, bình chữa cháy đâu rồi nhở? Ôi, đau thế. Đến lúc phải bắt đầu rồi. Ôi, cảm ơn cậu. Ôi, hình như chúng ta đã cứu rồi. Ôi, trông bạn buồn cười quá Mia. Cậu giống ra ông già Noel. Ôi, các bạn thấy buồn cười lắm sao? Thôi được rồi, bây giờ đến lượt cậu rồi Mike. Ôi, tớ có thể bỏ qua được không? Không rồi, cậu sẽ không chạy thoát được đâu. Thôi được rồi, phải bắt đầu thôi vậy. Ôi, cay quá.
Wow, liệu cậu ấy có thể một mình ăn tất cả không? Ôi, thật là không ngon. Ghê quá. Ôi, tội nghiệp Mike. Nào, chỉ còn một quả ớt cuối cùng thôi. Ôi, tớ đang cháy. Tớ sắp nổ tung rồi. Tớ đang bay. Bây giờ tớ ngã xuống rồi. Cứu. Tớ cần thêm nguyên liệu. Ôi, xuất sắc. Ôi, tớ đang ở trên vũ trụ rồi. Ôi, Mike ở đâu nhỉ? À, tớ sẽ có một chiếc kính. Tớ cố gắng tìm Mike nhé. Hay quá, tớ đang lơ lửng trong không trung. Ôi, tớ có một cây kẹo mút ngon làm sao? Ôi, tớ có bao nhiêu cây kẹo mút đây này? Mike, nhìn xem Mary có bao nhiêu kìa. Ừ, đúng rồi, tớ có cả một núi kẹo mút ngon luôn. Thôi được rồi Mia, bắt đầu ăn kẹo của cậu đi. Ôi, đúng rồi, tớ chỉ có mỗi một cây kẹo mút thôi mà, tớ có thể ăn nhanh. Nào mở ra. Nào mở đi. Chuyện gì vậy? Ôi, mở được rồi. Ôi, kẹo đâu rồi? Trời ạ. Không sao, không cần gậy cũng được. Đến lúc phải ăn rồi. Bắt được rồi. Ngon quá. Ôi, kẹo dâu tây món yêu thích của tớ luôn. Ngon quá. Mike, ăn kẹo mút của cậu đi. Nhìn này Mia, tớ có một kẹo cậu mút rất là tuyệt vời. Bây giờ tớ sẽ bỏ tất cả các cái gói đi nhá. Tuyệt. Bây giờ tớ cần một cái búa. Bắt đầu nào. Ôi, thật là tuyệt vời. Trời ạ, hãy cẩn thận. Không sao. Bây giờ tớ có một đường Chupa Chups ngon tuyệt vời. Và đây là cái bát. Tớ sẽ cho vụn kẹo vào bát. Đấy. Bây giờ tớ sẽ nhúng kẹo mút vào. Quá là tuyệt vời. Ôi, nó rất là ngon luôn đấy. Ôi, quá là ngon luôn. Còn bây giờ, phần tuyệt vời nhất. Ôi, đúng rồi. Như này rất là ngon luôn. Đấy, xong rồi Mary. Bây giờ cậu có thể bắt đầu. Thôi, làm nào để có thể làm sạch Chupa Chups nhỉ? Tớ có ý tưởng. Ê Mary, cậu đang thổi sai hướng rồi. Ôi, xin lỗi các bạn nhé. Tớ vô tình thôi. Nào, làm việc thôi. Đúng rồi. Ôi, trông thật là tuyệt vời. Được rồi. Đây lúc phải tận hưởng rồi. Ngon quá. Tớ muốn nhiều hơn. Nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Ôi, cậu ấy ngon làm sao. Ôi, cho chúng tớ ăn rồi Mary. Ôi, thế mà cũng mơ. Không rồi. Ôi, cái gì vậy? Trời ạ, tớ không mở được miệng. Mary, cậu bị bắt rồi nhá. Ôi, xin giúp tớ đi. Thôi được rồi, chúng tớ phải giúp thôi. Kéo nào, kéo. Trời ạ, nào, hãy thử cái khác nhá. Ôi, hoàn hồ cũng được rồi. Bây giờ thì tớ sẽ bỏ răng vào chỗ cũ nhá. Như này này. Tuyệt, hình như có vẻ mọi thứ đều ổn. Ôi, chúng tớ đã cứu được bạn ấy rồi. Ôi, một cái hạt thôi sao? Một vài hạt ngô. Ôi, tớ không biết làm nào luôn. Wow, thật là nhiều hạt ngô. Nào Mia ăn đi. Ôi, còn phải làm gì nữa? Ôi, cứng thế. Ồ, tớ có một ý kiến này. Xem tớ có gì nhá. Với cái máy ép tóc này, tớ có thể làm được bỏng ngô. Chỉ cần đợi một chút thôi. Trong khi chờ đợi, cậu có thể chết vì chán ấy. Ồ, lâu thật đấy. Yeah, cuối cùng cũng xong rồi. Ôi, cuối cùng cũng được. Xong rồi, tuyệt vời quá. Ôi, bắp răng bơ thật sự.
Ôi ngon thật đấy. Thôi đáng tiếc là quá ít. Thôi được rồi Mike, đến lượt cậu rồi đấy. Ôi, tớ có thể nghĩ ra được gì bây giờ nhỉ? À, tớ có cái bàn ủi quần áo. Đến đây lúc là một số bóng không ngon rồi. Ôi, giờ nghĩ ra thông minh làm sao. Ôi, ôi, của Mike làm thật là tuyệt vời. Tớ có rất nhiều bóng ngô của mẹ. À, đau quá. Trời ơi, cần phải làm mắt vòng tay này. Trời ạ, à, cậu là một kẻ thuốc cuộc Mike. Thôi được rồi, đến lượt cậu rồi đấy, Mary. Bingo. À, tớ có ý tưởng này. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Đây, tớ có một cái này. Một chiếc máy vòng ngô mini. Tuyệt vời phải không? Ôi, tớ chỉ cần thò tay ra và ăn thôi. Wow, nhiều thật đấy. Tớ muốn nhiều bóng ngô hơn nữa. Thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa. Wow, tuyệt quá, cả một biển bóng ngô này. Ôi, tớ sẽ đổ nốt những gì còn lại. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi trời ạ, nó sẽ hỏng mất. À, trời ơi. Ôi. Ôi, tớ nghĩ đây là một cái gì rất là tuyệt vời. Wow, một thùng chân gà thật là tuyệt vời. Mike, cái thùng của cậu quá nhỏ luôn ý. Cậu cười đi, cười đi. Ồ, Mia có một cái thùng rất là lớn luôn. Hay quá, tớ rất yêu cánh gà. Các bạn đang xem gì vậy? Ăn gà của bạn đi. Ôi, thơm quá. Ôi. Ôi, tuyệt quá. Tớ liếm hết cả cái đùi gà của mình. Ôi, có thể ăn được rồi. Ôi không, tớ bị nghẹn rồi. Không, không, không. Ôi, trời ơi, cảm ơn. Mike, cậu là kẻ thua cuộc. Ôi trời ạ, buồn cười quá. Ý, cậu gõ cái gì vậy? Ừ, ai bảo cậu trêu tớ. Thôi được rồi, bây giờ tới lượt tớ nhá. Nào thử nào. Ôi ngon làm sao. Ôi quá là giòn, quá là tuyệt vời. Ôi bà này ăn ngon quá đi mất. Ôi đúng rồi, tớ không thể nào mà dừng được. Hình như bạn ấy đang bận lắm rồi. Tớ sẽ ăn một miếng cuối cùng nhá. Cái gì vậy? Ô, cái chân cuối cùng của tớ đâu rồi? À, cái đồ trộm cắp. Này, nhận lấy đi. Trời ạ, à, đồ tham lam. Cậu có thể chia sẻ mà. Thôi được rồi, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt tớ. Ồ, Mary, cậu đã nói đúng. Ôi, ngon thật đấy. Không thể nào mà dừng lại được nữa. Ôi, hình như bạn ấy sắp nổ rồi sao ấy. Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Ôi, có lẽ tớ sẽ được ăn một miếng. Ê, cậu đang nghĩ gì vậy Mike? Ôi, xin lỗi nhá. Ôi, nhìn này, nhìn này. Tớ có thể điều khiển bạn ấy cành một cánh gà. Hay quá. Mia, chạy đi, nhận lấy. Tuyệt vời Mary, bây giờ giò gà này là của chúng ta. Ôi, ngon quá. Ôi, tớ không thể nào mà dừng lại được. Ôi, thật là ngon. Tớ trở lại rồi, tớ tìm thấy được con gà. Ôi, là tốt lắm Mia. Ừ, tớ tuyệt lắm, tớ là như vậy mà. Cái gì? Tại sao cái show của tớ lại trống rỗng? Không, không phải điều này chứ. Ôi, tớ biết là các cậu mà. Cậu đã ăn chân gà của tớ. Ôi, xin lỗi nhá. Chúng quá ngon, chúng tớ không thể cưỡng lại được. Ôi, đây là pizza cho búp bê sao? Còn của tớ thì rất tuyệt vời. Không, cái của tớ mới tuyệt vời này. Hãy nhìn xem nó tuyệt lắm sao. Ôi, cái này rất là lớn. Kate, hãy thử bánh pizza nhỏ của cậu đi. Ôi, cái này đủ cho tớ một miếng thôi. Một phát mà không còn pizza nữa. Không no một chút nào cả.
Ừ, hên xui thôi, pizza là cho đồ chơi. Ăn của cậu đi, suy nghĩ gì nhiều thế. Nào, với một chiếc bánh pizza như vậy, tớ cũng có thể nhanh chóng đối phó với nó. Nó có mùi thơm làm sao? Tớ rất là yêu pepperoni. Ôi, ngon thật đấy. Trời ạ, cái vỏ thì rất là giòn nữa chứ. Tớ may mắn thật đấy. Suzy, đừng trêu tớ nữa. Không thì tớ sẽ... Này nhá. Ê, cậu không lấy được đâu. Không được. Ôi, cái gì nữa? Đây tất cả là bánh pizza xinh đẹp của tớ nhá. Bây giờ tớ sẽ ăn cái tháp pháo này ngay lập tức. Cái này một phát nhá. Ồ, cái này rất là tuyệt mà. Ôi, một ý tưởng thật là tuyệt vời. Ngon quá đi mất. Suzy, trời ạ, cái này lạ thật đấy. Không lạ đâu, Layla. Cậu nhìn cái gì vậy? Bây giờ tớ sẽ bắt đầu. Tớ sẽ cẩn thận lấy vài miếng. Ôi, ngon thật đấy. Trời ạ, ngon quá. Wow, nhìn cậu ấy ăn kìa. Ôi, Layla có vẻ rất đói rồi đấy. Ôi, tớ chưa ăn sáng và cần phải ăn trưa nữa chứ. Tóm lại không có thời gian để nói chuyện đâu. Ôi trời ạ. Ừ, đừng có nói. Cái này ngon thật đấy. Tớ muốn thử như này mỗi ngày luôn. Wow, bụng cậu ấy kìa. Mỗi ngày sao? Có quá nhiều không? Ôi, cậu đang nói gì vậy? Ôi không. Tớ tự hỏi, sẽ có cái gì bây giờ nhỉ? Suzy, cậu mở trước đi. Hãy xem nào. Ôi, một cái cốc này gì siêu nhỏ. Tớ không lấy được cái gì luôn ý. Thôi thì cố lên đi. Chính xác. Cái blaster của tớ sẽ giúp tớ ở chế độ thu phóng lớn. Tớ sẽ nhận được một thùng bỏng ngô thơm ngon tuyệt vời. Ồ, wow, thật này. Tớ đã nói gì với các cậu? Khoa học có thể làm rất nhiều điều kỳ diệu. Ôi, không phải cái này chứ. Chuyện gì xảy ra vậy? Lỗi hệ thống sao? Trời ạ, tớ vẫn phải ăn cái đống này thôi. Ngon. Nhưng mà quá nhỏ. Nó thậm chí còn rất buồn. Layla, bây giờ đến lượt cậu ở đây. Tớ nghĩ tớ sẽ may mắn hơn rồi. Vâng, đây là một cái xô rất tốt. Bỏng ngô caramel là món ăn vặt ngon nhất từ trước đến nay. Tớ đang ở trong rạp chiếu phim bây giờ, xem một bộ phim tình yêu và ăn bỏng ngô này. Và nữa, một chút nữa thôi. Cái gì? Sao? Bây giờ hết rồi sao? Tớ thậm chí còn không đủ để xem quảng cáo luôn ý. Kết, bây giờ đấy là cậu. Nào. Ồ, nó là một phần cực kỳ lớn luôn ý. Tớ sẽ thử nhá. Ngon quá. Tớ có thể lặn như dưới hồ bơi. Hoan hô. Tớ muốn lặn xuống. Quá tuyệt vời. Có vẻ như Kết làm quá sức rồi. Tớ khi nào mà chưa ăn hết, tớ sẽ không ra ngoài. Ăn thêm và ăn thêm nữa. Ôi, cần phải đưa Kết ra ngoài. Tớ có một ý tưởng. Suzy, xem chúng ta có gì này. Chính xác, đây là những gì có thể đưa Kết trở lại thế giới. Nào, cậu ấy đam mê quá rồi. Kết, về thôi nào. Thêm một chút nữa thôi. Xin chào các bạn. Các bạn nhớ tớ không? Hãy nhìn xem tớ vẫn còn bao nhiêu là bỏng ngô này. Nhìn này, tớ mời các bạn đấy. Cảm ơn nhá. Ôi, quá tuyệt vời. Nào, lần này chúng ta có gì chờ đợi đây? Ôi, trời ạ, một cái hộp thật là dễ thương. Ồ, rất dễ thương. Một bộ bình thường, nhưng mà không có bao nhiêu bim bim ở trong này nhở? Quá là ít. Thật là buồn, blaster của cậu không hoạt động nữa. Tớ cũng buồn. Cậu có gì vậy? Còn tớ thì có một gói lớn Pringles ngon tuyệt vời. Đây là những vị bim yêu thích nhất trên thế giới này. Nào. Tuyệt lắm. Bây giờ tớ sẽ bắt đầu từ cái đầu tiên nhá. Nào, ngon quá. Miếng thứ hai. Thứ ba. Ôi, tớ rất là thích luôn. Wow, cậu ấy giỏi thật đấy. Và miếng bim yêu cuối cùng. Đấy, thế là xong rồi. Kết, cậu ăn đi. Bây giờ tớ sẽ xem. Các bạn ơi, đây là một cái hộp bim bim khổng lồ sao? Tớ thậm chí không biết thứ này tồn tại luôn ý. Một lần nữa Kết lại may mắn rồi. Ôi trời ạ, chuyện gì vậy? Ôi,
Mong là tất cả bim bim đều kích thước như này, vừa ngon vừa tuyệt vời. Hoặc là không được lâu cho lắm. Tớ rất là thích cái bim bim này. Kit, cho chúng tớ một vài cái được không? Cậu có rất nhiều mà. Không cho đâu, cậu đã ăn đồ của mình rồi. Bây giờ đấy là tớ thưởng thức hương vị. Tớ sẽ không lấy cái này được đâu. Ngon quá đi mất trời ơi. Ý, tại sao tớ không bỏ ra được? Ôi, nặng thế. Cậu cần giúp không? Kit, trời ạ, cậu lại mất tích rồi sao? Ê, quay lại đi. Cứu tớ với, tớ đang ở đây. Ai đưa tớ ra ngoài đi. Cứu tớ với. Tớ có thể là người đầu tiên một lần nữa không? Ê, trời ạ, đây là nano công nghệ gì vậy? Ai lại làm ra chúng vậy? Có lẽ búp bê nano thì sao? Ôi, tớ phải làm gì bây giờ? Tớ biết rồi, cùng cao su sẽ giúp tớ. Nếu tớ cài đặt một cái chiếc mà tớ có thể phóng bánh này trong tác động ngay vào mục đầy tiêu. Cái này là quá đơn giản, điều chính là tính toán chính xác về mặt toán học. Sushi, cậu thật là thông minh. Cảm ơn nhá, tớ vẫn đang học thôi. Kết, bây giờ cậu mở đi. Còn tớ thì bánh burger. Như một quán cà phê yêu thích của tớ, trông rất là tuyệt vời. Ôi, vị rất là ngon. Tình yêu của tớ, tuyệt vời quá. Ôi, ngon thật đấy. Đây là thứ ngon nhất mà tớ muốn ăn. Phụ, eo ơi, Kết, cậu làm gì vậy? Tớ chỉ muốn ăn cái này thôi. Đấy, thế là xong rồi, đấy là cậu rồi. Ồ, ok, để tớ mở. Ồ, wow, trời ạ, tớ đâu có vua của tất cả các loại bánh burger. Tớ sẽ thử nó. Ôi, mới có chỉ có một bánh mì, không ngon một chút nào. Trời ạ, tớ ăn nó như nào bây giờ nhở? À, tớ có ý tưởng này. Tớ sẽ ăn uống theo nghi thức, theo phép tắc. Đấy, trời ạ, cái này không dùng được. Có lẽ là tớ sẽ lấy cái to hơn. Tớ cần một công cụ nghiêm túc hơn. Đấy, đấy, như này là vừa phải luôn. Ồ, wow. Ừ, đúng rồi, như này. Ê, cậu cẩn thận đi. Đấy, sẵn sàng rồi nhá. Có mảnh gọn gàng rất là ngon. Ôi, cái này ngon thật đấy. Ôi, trông ngon thật đấy. Layla, có lẽ cậu sẽ chia sẻ với chúng tớ. Không phải bây giờ, có lẽ trong thử thách tiếp theo nhá. Nhưng chắc chắn không phải lần này đâu. Các bạn ơi, tớ sẽ là người mở nắp đầu tiên nhá. Tớ tự hỏi điều gì đang chờ đợi tớ ở đây. Đó là tất cả sao? Tớ chưa bao giờ thấy một cái Kinder nhỏ như vậy. Thật là xui xẻo, tớ nhận được một chiếc Kinder Surprise cỡ tường. Ồ, nhưng hôm nay Candy là người may mắn nhất rồi. Ồ vâng, ghen tị đi các bạn. Theo quy định người kém may mắn nhất được ăn trước. Vì vậy Betty có thể bắt đầu. Ôi, làm nào tớ có thể làm sạch một quả trứng nhỏ như vậy. Ôi, chắc là phải sử dụng công cụ bổ sung thôi. Nhíp sẽ được này. Ôi, bây giờ tớ cần phải làm rất là cẩn thận. Đấy, bây giờ thì có thể thử được rồi. Nham nham, ngon thế. Cái này ngon thật. Thật là đáng tiếc khi Kinder của tớ biến hết nhanh quá. Nhưng tại sao tớ không thử Kinder của Suzy nhỉ? Bởi vì là cái Suzy này sẽ trừng phạt cậu vì sự hỗn xược vậy. Vì tớ có thể xử lý Kinder của mình mà không cần cậu. Bên trong còn có quà, không biết có gì nhỉ? Bây giờ tớ sẽ ăn sô-cô-la và tìm hiểu nhá. Còn đây là cái viên đã được chờ từ lâu. Hãy xem có gì bên trong nhá. Ôi, thật là ghê tởm. Đây là con quái vật nào ở trong sô-cô-la này? Ghê quá. Tại sao các bạn lại hết vậy? Đây thực sự là một món tuyệt vời. Nhân tiện là rất là ngon đấy chứ. Ngon thế. Tuyệt vời. Yeah. Ôi, thật là kinh tởm. Đến lúc phải mở Kinder chính trong thử thách ngày hôm nay rồi. Ôi, cái việc này mất thời gian hơn để làm sạch giấy gói kẹo đấy so với cái cục cậu. Bây giờ mình sẽ xem có gì bên trong nhá. Ôi trời ạ, làm nào có thể bẻ vỡ lớp sô-cô-la dày như này. Nhìn chắc phải dùng đến búa thôi. Nào, sẵn sàng chưa? Ôi, tuyệt vời. Bây giờ thì hãy xem có gì bên trong nhá. Ồ, wow, trời ạ, đáng yêu chưa này. Ôi, hãy nhìn xem nó đáng yêu chưa. Bây giờ thì mày sẽ là bạn của tao nhá. Xin chào. Trong khi Candy đang chơi với người bạn mới của cậu ấy, chúng ta có thể lấy sô-cô-la của cậu ấy rồi. Ôi, thật là tuyệt vời. Ôi, thật là ngon.
Ôi, tuyệt vời chưa? Ôi, tớ rất là thích sô-cô-la. Dừng lại, sô-cô-la của tớ đâu? Các bạn không thấy xấu hổ sao? Ôi, thật là xấu xí. Lần này, tớ sẽ là người mở đầu tiên. Nhìn này, đây là cái kẹo mút. Còn bên trong là một con cá. Thật là ghê tởm, tớ thậm chí không ăn được cái này. Cậu vẫn phải làm thôi, hay xem tớ còn gì. Tớ có một con kẹo mút với hình bọ cạp sao? Đáng sợ quá. Ôi, hình như các bạn không may mắn rồi. Nhưng cái kéo múc của tớ nhỏ bên trong vẫn có con ruồi khó chịu. Ôi, lần đầu tiên vẫn là cậu thôi. Chúc ngon miệng nhá. Ai nghĩ ra cái quy định ngu xuẩn này vậy? Thôi được rồi, càng sớm càng tốt. Từ từ đã, nó đâu rồi? Hèo ơi, ghê quá, biến nó đi. Ôi, có cái gì á, ghê tởm hơn cái này chứ. Suzy, bây giờ thì á, cậu sẽ phải thử con bọ cạp thôi. Thôi được rồi, sẽ phải ăn mặc dù là tớ không muốn. Vì kẹo mút thì rất là ngon đấy chứ. Nhưng mà ngon đến mức mà tớ không thể nào mà dừng lại được luôn ý. Có vẻ như là Suzy quên mất rằng là cái này không nên ăn. Ôi trời ạ, cái gì? Một con bọ cạp sao? Tại sao tớ quên được? Ôi, nó lại còn kẹp mũi tớ rồi. Đau quá. Thôi được rồi, Candy bây giờ đến lớp cậu rồi đấy. Ôi, làm như nào mà có thể ăn nó mà không chạm đến con này nhỏ. Ôi, các bạn ơi, bây giờ tớ hiểu các bạn rồi. Cái này thực sự rất là ngon ý. Nhưng mà cái này quá là to. Ôi, tớ không thể nào mà quên được con cá. À, đúng rồi, tớ có ý tưởng này. Tớ chỉ cần đập nó ra thôi này. Tớ sẽ dùng búa nhá. Okay. Như này này. Ta-da. Bây giờ thì tớ có thể ăn cái kẹo này và không sợ rằng là con cá này sẽ rơi vào miệng tớ. Cái này rất là ngon, tuyệt vời luôn ý. Tớ có thể ăn cái này mãi mãi luôn ý. Ôi trời ạ, tớ còn không chạm vào cái con cá này luôn ý. Thôi được rồi, cậu vẫn phải ăn nó thôi. Tại sao lại vậy? Trời ạ, tớ phải thử nó sao? Thôi được rồi, tớ sẽ chỉ cắn một miếng thôi vậy. Ôi, thật là ghê tởm. Ôi, vẫn còn ít mà, cậu vẫn phải ăn hết thôi mà. Cái này sao? Trời ạ, cái này đáng sợ quá. Eo ơi, cái này rất là ghê tởm, nhưng mà tớ ăn được quá ơi. Này nhá, nhưng mà cậu không được ném xương như vậy đâu. Cái này không vui chút nào. Xin lỗi nhá, tớ không muốn như vậy mà. Các bạn ơi, lần này tớ sẽ là người mở nắp đầu tiên. Hoan hô, cuối cùng có thứ gì ngon rồi. Twix là thanh kẹo yêu thích của tớ. Cả của tớ cũng vậy, nhưng tại sao nó bé như vậy? Bởi vì tớ đã ăn được cái lớn rồi. Không chỉ lớn mà còn rất là lớn luôn ý. Candy, cậu đừng buồn. Nhưng cậu có cơ hội ăn thanh sô-cô-la của mình trước mà. Thôi được rồi, Twix thực sự rất ngon. Nên có thể thưởng thức ngay cả với những lát nhỏ như vậy. Để không bị bẩn tay, tớ sẽ ăn nó bằng nhíp nhá. Ngon quá. Ai sẽ là người tiếp theo? Ôi, mình nghĩ là đến lượt Betty ăn rồi đấy. Ôi, cuối cùng cũng để là mình. Bây giờ mình sẽ ăn gói gói kẹo của mình nhá. Ê, cậu làm gì vậy? Tại sao lại ném vào bạn bè của mình vậy? Xin lỗi, bây giờ mình chỉ không nghĩ được cái khác ngoài thành sô-cô-la khổng lồ này. Tuyệt vời quá. Ôi, tuyệt. Ôi, mình sẽ ăn nó thật là nhanh. Nhàm nhàm nhàm. Ê, cậu có thể ăn cẩn thận hơn được không? Sô-cô-la bay hết tớ tung rồi. Ôi, tớ no quá. Nó rất là ngon. Các bạn ơi, tại sao các bạn lại bẩn như vậy? Đoán đi. Ôi, chúng tớ bao phủ bởi sô-cô-la của cậu. Xin lỗi, tớ chỉ muốn ăn sô-cô-la nhanh hơn thôi mà. Nhưng mà vẫn chưa ăn xong đâu. Ăn nốt thôi. Tớ cứ sử dụng chiến thuật của Candy, chắc là được thôi. Ồ, tuyệt vời. Rất là ngon. Nhưng mà mình nghĩ là có gì đó không ổn với mình. Trời ạ, bây giờ mình thành con yêu cao của Betty rồi. Ê, đừng có cười nữa, cậu nên ăn Twix của cậu đi. Có gì đâu, tớ có thể không có vấn đề gì với sô-cô-la này luôn. Tớ có thể ăn hai que cùng một lúc. Đấy, các bạn đã bao giờ nghĩ rằng Twix rất là giống răng nanh không? Betty, đáng sợ đấy. Nhưng mà chắc chắn không giống ma cà rồng đâu. Thôi được rồi, có chuyện gì đâu. Tớ chỉ ăn thưởng thức sô-cô-la ngon thôi mà. Ôi, tuyệt vời thật đấy. Ôi, lâu lắm rồi á, muốn ăn. Tuyệt vời.
Mình nghĩ rất là vui. Và trên hết, Betty rất là vui.